Hello, chào mừng các bạn đến với kênh livestream của bác sĩ thẩm mỹ Lê Viết Văn. Thì bác sĩ vừa thực hiện xong ca nâng cấp vòng 1 này theo đường chân núm để kết hợp với lại xử lý thu nhỏ đầu ti, đồng thời lấy một khối u của khách hàng này. Thì trước khi làm thì cũng đã làm qua tất cả các cận lâm sàng kiểm tra, thì đây chỉ là một cái u sợi thôi. Thì bác sĩ sẵn đặt túi ngực kết hợp lấy u để làm sinh thiết cho khách hàng luôn. Thì sau khoảng một tiếng đồng hồ thì bác sĩ đã hồ biến một cái ca màn hình siêu siêu phẳng thành một cặp ngực nhấp nhô rất là tròn đẹp nha các bạn. Vâng, thì bác sĩ đặt ống dẫn lưu đây là để cho an toàn. Mặc dù mình làm thì kiểm soát toàn bộ mạch máu rồi, không cần đặt cũng được, nhưng mà chúng ta nên đặt để an toàn cho khách hàng. Làm đẹp chỉ là một phần mà an toàn là ưu tiên hàng đầu của bác sĩ Văn nha các bạn. Các bạn có thể quan sát lại một lần nữa trước và sau khi làm. Thì em khách hàng này trước khi làm đó là mô ngực hoàn toàn không có nha các bạn. Thì sau khi làm thì bác sĩ đã chọn size túi phù hợp, đặt lên một bầu ngực rất tròn, rất đẹp nha các bạn. Vâng. Vậy bạn nào có ngực lép hay ngực xa trễ hoặc là đã làm rồi nhưng chưa hài lòng thì các bạn đừng ngần ngại liên hệ trên fanpage của bác sĩ thẩm mỹ Lê Viết Văn nha các bạn. Vâng, xin chào các bạn.